Hello xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đến clip tiếp theo của Động chí Tám Gaming. Thì giây phút mọi người mong chờ bao nhiêu lâu nay chuẩn bị đến rồi mọi người. Đó là một mã cốt 500 kim cương và những phần quà khủng đến từ nhà phát hành đã hứa tặng cho chúng ta các bạn ơi. Thì sắp đến gần rồi các bạn ơi bởi vì nhà phát hành vừa đăng một cái thứ và chúng tôi lúc nào mà anh đậu cũng mong chờ bởi vì mỗi khi mà nhà phát hành đăng cái này lên là y rằng chỉ tầm hôm sau hoặc hôm sau nữa là nhà phát hành sẽ đăng bản cập nhật thôi. Đấy, từ đó sẽ chậm nhất là hai ngày sẽ ra bản cập nhật nha các bạn nhé. Đấy, đó là một tấm ảnh gì các bạn biết không đây mình sẽ cho các bạn xem này đó đó là một tấm hình này đấy đó là một tấm hình của bản cập nhật đó là sự thay đổi phần quà của bản cập nhật mới các bạn ơi thì mỗi lần nhá các bạn đấy mỗi lần cái phần quà này đang đang lên thì thường sẽ tầm 2 ngày sau là sẽ ra bản cập nhật mới đấy thì hôm nay là 26 rồi thì chỉ đến tầm độ 28 hoặc là 29 là sẽ ra bản cập nhật mới thôi và bản cập nhật mới thì có gì đó là lời hứa của nhà phát hành đã hứa với chúng ta ở trên fanpage đúng không là tặng cho chúng ta một cái mã cốt quà cực, mã cốt cực kỳ là khủng và vĩnh phần quà cực kỳ khủng của bản cập nhật mới bật và lấy tu bây giờ phiên bản Việt Nam cực kỳ lớn luôn đúng không các bạn đấy chúng ta chờ giây phút này cực kỳ lâu rồi thì trong bản cập nhật mới này có những cái gì mới các bạn nào muốn nhận quà trong bản cập nhật mới thì hãy comment ở bên dưới nha các bạn nhé các bạn nào muốn nhận quà của bản cập nhật mới sớm nhất đấy ở phần cái ở cái phần tặng quà bạn bè đấy các bạn nào muốn nhận quà sớm nhất thì các bạn hãy bấm các bạn hãy comment ở bên dưới anh đậu sẽ tặng quà cho các bạn sớm nhất nhé lại trở về hành trình như ngày xưa bây giờ chúng ta đang nhập game bình thường rồi anh đậu lại tặng quà cho các bạn như bình thường và tặng có mã code anh đậu sẽ xuất cho mọi người bình thường đấy và đặc biệt các bạn được biệt nhé là chúng ta sẽ được nhận cả quà thỏi vàng nhé nếu như chúng ta ủng hộ cho anh đậu đặt cán mốc này ba mươi lăm bốn mươi sắp cứ năm ca sắp là anh đậu tặng quà thỏi vàng cho các bạn một lần nha các bạn nhé đấy đây là các bạn ủng hộ cho anh đậu để nhận quà thỏi vàng nhé các bạn nhé thì ngày hôm nay anh đậu vẫn tặng quà cho các bạn giống như mọi lần đó là tặng bây giờ anh đạo sẽ tặng cho mọi người một chiếc cần câu các bạn nhé nhưng mà để tặng quà cần câu để cho công bằng thì chắc là anh đạo sẽ quay gian đun chúng bạn nào thì bạn ấy được thôi bạn nào may mắn nhận quà được thì anh đạo sẽ tặng cho bạn đấy nhá bởi vì lâu rồi ấy, mấy dặm một tuần rồi là bị game nó bị đóng băng cho nên là không vào được cho nên là cũng làm không làm clip tặng quà vào game bị ao thì tặng quà cho các bạn kiểu gì cho nên là cũng chả các bạn nào comment để cho tặng quà cả các bạn ơi không có bạn nào comment để 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 mà quay vòng quay tặng quà còn ấy, nếu như là... các bạn là một người hack còn bây giờ thì anh đậu sẽ tặng cho các bạn quà theo kiểu đó là quay gian đùm nhá <laughs> mình sẽ quay gian đùm anh sẽ lấy một clip gần nhất đây nhất mà có nhiều comment anh đậu sẽ co... quay xem chúng bạn nào thì bạn ấy sẽ được comment nha Đấy. bạn nào hên thì bạn ấy được quà là anh sẽ tặng cho các bạn một chiếc cần câu nha các bạn nha à nhưng mà mấy quà gần đây thì cũng chả thấy bạn nào cả các bạn ơi quả gần đây chả thấy các bạn nào thì thôi anh sẽ tặng cho một cái bạn à, gọi là phần cứng đi một bạn mà cũng giúp đỡ cho anh Đậu rất là nhiều trong những cái gần đây à, đó là em em Tuấn nha em Tuấn là một người giúp anh Đậu rất là nhiều trong cái thời kỳ rất là khó khăn này anh sẽ tặng cho bạn Tuấn một cái chiếc cần câu nha còn bạn nào muốn nhận quà tiết thì các bạn comment bên dưới nha bởi vì Đậu không biết tặng bạn nào ạ Ôi. Đấy bởi vì bạn Tuấn cũng giúp anh Đậu làm clip rất là nhiều, cũng giúp đỡ anh Đậu tele này kia cũng rất là nhiều nên đây cũng như là một phần quà cảm ơn bạn đấy nha. Anh Đậu thì tặng quà rất thì là đơn giản thôi. Đấy thoải mái, các bạn chỉ cần các bạn comment ở bên dưới đây để nhận quà. Đấy bạn nào muốn nhận quà sớm nhất thì comment ở bên dưới nha. Đó, chuẩn bị có quà mới rồi, chuẩn bị có quà mới cho phát hành rồi các bạn nhớ phải bấm các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thông tin mới nhất khi nhà phát hành có quà ra nha. Khi nhà phát hành các bạn. ơi anh Ôi, <laughs> pan nhắn tin các bạn ạ Em bị Đây là pan GMT các bạn ạ Rồi đây đây là nick đây là nick của Pan nha. Anh đãi tiệc đi à. Mở tiệc ấy hả? Mở tiệc hả? <laughs> đợi anh về nha rồi thế chắc là clip mình cũng xin dừng tại đây thôi để mình về mở tiệc cho cho pan đang nhờ cái gì các bạn ạ đấy mình đang mở pan đang nhờ này bây giờ anh sẽ về mở tiệc nha để nick với của pan mới bị ban rồi anh xin bye bye mọi người nha